À, xin chào các bạn, hôm nay mình làm một món ăn đó là ức gà nướng sa tế bằng nồi chiên không dầu. Mình chia sẻ cách ướp như thế nào để cho các bạn cùng xem với mình cái ức gà nướng để mình ăn cơm hoặc là mình dùng tiệc đều được hết đó các bạn. Trước tiên thì các bạn mua về, mình mua trong siêu thị á, về người ta đã làm sạch, các bạn rửa lại sạch sẽ rồi các bạn để ráo, bắt đầu mình sẽ ướp cái gia vị vào đây. Vị mình ướp mình gồm có là tỏi và củ hành tím nha các bạn. Và mình lấy một muỗng sa tế, mình mua sa tế mình lấy một muỗng thôi, mình ướp với 500 gram ký ức gà. Và mình sẽ mua một gói nước sốt ướp thịt nướng như thế này, các bạn ướp vào nó rất là thơm khi các bạn nướng. Mình không ướp này cũng được, nhưng mà các bạn nên mua cái gói này nè, các bạn ướp vào nó rất là ngon. Và một ít mật ong, dầu hào và nước tương nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp cho các bạn cùng xem với mình. Theo thì các bạn sẽ ướp nhanh cho nó mau thấm, thì các bạn sẽ lấy cái phần phi lê gà này nè, ức gà đó các bạn ra, thì các bạn sẽ khứa khứa theo như thế này cho nó mau thấm đó. Mà khi các bạn nướng thì nó sẽ bung ra, cái hình nó sẽ đẹp hơn, bắt mắt khi mà mình ăn. Các bạn khứa xéo qua xéo lại như vậy á, cái ức gà này các bạn nướng nó mau thấm lắm. Các bạn nhớ mình ướp khoảng 30 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ là cái ức gà của mình nó thấm đều hết rồi. Các bạn sẽ nướng lên nó thấm đều gia vị rất là thơm và ngon. Các bạn khứa qua khứa lại. Cái ức gà này mềm thì rất là dễ ăn luôn. Mình để trứng gà và ổ cái ức gà của mình vào, các bạn sẽ ướp gia vị vào đây cho nó thấm, rồi bắt đầu mình để nồi chiên không dầu mình nướng rất là tiện lợi luôn. Bắt đầu thì mình sẽ cho cái hành hành tím và tỏi mình nữa đã mầm nhuyễn rồi, các bạn sẽ cho vào đây, các bạn ướp cho gia vị cho nó thơm. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho một muỗng nước tương, ở đây thì mình sử dụng nước tương năm năm dương, thì các bạn sẽ cho một muỗng nước tương vào đây với nửa ký cánh gà, quên nửa ký ức gà nha các bạn, xin lỗi. Và các bạn sẽ cho nước sốt này thì các bạn cũng cho một muỗng vào đây luôn. Tiếp theo thì cái hũ sa tế thì các bạn sẽ cho một muỗng canh hũ sa tế vào đây các bạn ướp. Của một hũ này thì các bạn có thể ướp tới 1 ký canh cái ức gà này cũng được nên là các bạn. Xong rồi thì các bạn sẽ ướp một chút mật ong vào nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho mật ong vào đây, thì các bạn cũng cho một muỗng canh. Mình ướp mật ong mình thì mình không có cho đường vào cái thịt nướng của mình các bạn, nó làm cho mình dễ khét, thì mật ong thì tạo cái độ bóng và nó thơm khi mà các bạn làm món thịt nướng á. Xong rồi thì các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn nào ăn cay thì các bạn có thể là mình cho tương ớt hoặc là ớt ớt tươi của mình vào đây á, thì các bạn sẽ trộn đều lên cho nó thấm và nó cay cay nhiều hơn. Thì các bạn sẽ cho dầu hào vào nữa các bạn. Ở đây thì mình sử dụng dầu hào Maggi, thì các bạn sẽ cho một muỗng dầu hào vào đây các bạn ướp. Rồi bây giờ mình sẽ massage cái phần ức gà này cho nó thấm. Đó, các bạn mình sẽ massage, mình bóp đều cái mấy cái phần ức gà này nè cho gia vị nó thấm vào đây. Đó. Xong rồi các bạn có thời gian thì các bạn sẽ ướp từ vài tiếng đó, cho nó thấm nhiều hơn. Nếu bạn không có thì mình khứa theo như mà hồi nãy vậy nè. Xong các bạn ướp khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi các bạn bỏ vào nồi chiên không dầu, các bạn nướng ăn rất là tuyệt vời luôn. Thịt gà nó mềm mà nó thơm. Rồi bây giờ mình đã massage xong ha, rồi mình để trong vòng 1 tiếng sau mình để vào nồi chiên không dầu, xong rồi mình sẽ thưởng thức thôi. À, cái ức gà của mình sau khi mình ướp được 1 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy nó lên màu rất là đẹp ha, và nó thấm đều hết. Bây giờ mình lấy cái nồi chiên không dầu ra thì mình bắt đầu mình sẽ nướng nướng cái phần ức gà này nè các bạn, rất là ngon và thơm lắm. Bây giờ mình bỏ vào nồi chiên không dầu á, các bạn sẽ nướng tùy theo nhiệt độ của từng cái máy cái nồi chiên không dầu á các bạn, thì các bạn có thể mình chỉnh theo nhiệt độ của máy mình nha. Ở đây cái máy của mình thì mình chỉnh là 200 độ C và mình nướng lần đầu tiên khoảng 10 phút cho thịt nó săn lại, rồi bắt đầu mình sẽ thích vàng thì mình nướng tiếp trong thời gian của mình thích đó các bạn. Đó thì mình bỏ vào cái nồi của mình nướng được 3 miếng thịt mình nó làm ra, mình ướp nó thấm nè, rất là ngon luôn nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ để vào cái nồi mình nướng.
Bây giờ mình sẽ chỉnh là 200 độ C và mình nướng khoảng 10 phút đầu tiên đi, rồi khi mà xong mình đem ra rồi mình coi nhiệt độ như thế nào thì mình sẽ chỉnh tiếp tục. Thì theo cái dung tích của cái máy thì các bạn chỉnh theo nhiệt độ của máy của mình nha các bạn. Khi mình nướng được 10 phút trong cái lò của mình á thì mình sẽ lấy ra nó vàng như thế này ha. Thì các bạn sẽ lấy cái phần nước sốt đó các bạn sẽ quét lên lần nữa cho cái nó thấm đều gia vị, rồi mình chở mặt phần sau các bạn nướng thêm 5 phút hoặc là 3 phút tùy theo cái nhiệt độ của cái máy nha các bạn. Đó, các bạn không thấy nó rất là vàng và thơm nữa. Bây giờ thì mình chỉ cần mình chở cái phần phía dưới đây nè, rồi mình sẽ nướng tiếp cái phần ức gà này nè bạn, ở dưới nó chưa có vàng ha, rồi mình lật lại mình nướng. Mình chỉnh nhiệt độ lại khoảng 180 độ C thôi, rồi mình sẽ nướng trong vòng 5 phút. Mình bớt lại cho nó nhiệt độ cho nó nóng quá thì nó sẽ mau khét. Đó. Xong rồi các bạn sẽ lấy cái phần nước sốt mình nướng còn lại đó, các bạn thoa lên cái phần thịt dưới đây nè. Rồi mình sẽ để vào lò mình nướng tiếp lần 2. Như vậy là nó vàng lên là mình thưởng thức thôi. Này thì mình sẽ bắt 180 thì mình cỡ 5 phút thôi ha các bạn. Rồi cái phần ức gà của mình sau khi mình đã nướng xong 2 lần đó bạn, nó chín nó vàng ươm rất là ngon luôn. Bạn nào mà thích ăn vàng nữa thì các bạn sẽ chỉnh nhiệt độ thêm mà mình nướng cho nó vàng thì tùy theo khẩu vị của mình nha các bạn. Rồi món ăn mình chia sẻ đến đây cũng xin kết thúc. Cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình cái món ức gà nướng bằng nồi chiên không dầu. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like và nhấn nút đăng ký. Mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Thân ái chào các bạn.